về đây ở phi trường Bangkok, tôi có gặp một người Việt Nam. Tại phi trường Bangkok tôi có gặp người Việt Nam. Ông thấy cái mặt của tôi, ông nghi là từ Việt Nam. Ông mới hỏi tôi gì? Thầy đi về, thầy đi đâu? Nghe được kỹ nha, thầy đi đâu? Tôi trả lời là tôi về Việt Nam. Các vị có phân biệt chữ đi và chữ về không? Nếu đó là cái nơi chốn mà nó xa lạ với mình, nó không có một chút tình gì với mình, nó không thuộc về mình và mình không thuộc về nơi đó, thì không gọi là về, đúng không? Ông hỏi tôi là thầy đi đâu, thì tôi nói ông đó, chỉ khi mà ông nói đi đâu, ông không biết là cái chỗ tôi sẽ đến là ở đâu. Nhưng mà khi tôi nói tôi về Việt Nam, tôi trả lời chữ về đó, có một thoáng một chút ngậm ngùi, là lâu lắm rồi, trước mùa dịch, chứ không có về đấy. Chiều nay tôi sẽ gửi đến các vị Phật tử một cái pháp thoại ngắn thôi về cái chữ đi và về. Chúng ta đến với Phật ấy, đi hay là về? Về. Chưa đủ đâu. Mình có một người mẹ mà từ hồi bé đó mình xa mẹ rồi, 40 năm sau mình được ai đó cho biết ông A bà B gì đó là cha là mẹ của mình, thì cái tình nó nhạt lắm, có phải không? Nó nhạt lắm là bởi vì họ còn bé mà, xa mẹ, xa bố. Rồi mấy chục năm sau biết được ai đó là bố mẹ của mình thì cái tình nó nhạt lắm. Ở đây cũng vậy, chúng ta nói chúng ta quy y Phật, nhưng mà chúng ta hiểu được gì về Phật? Chúng ta khó lòng mà thương mẹ của mình khi mà mình chưa có một ngày tháng nào sống bên cạnh mẹ, và chưa kịp có một cái kỷ niệm ân tình nào với mẹ suốt chừng đó năm, mấy chục năm trong cuộc đời. Rồi một ngày nào đó trong cái khoảng tuổi xế chiều, có người cho mình biết đó là mẹ của mình ấy, cái tình nó nhạt lắm, có đúng vậy không? Có rất là nhiều người quy Phật, quy Tam Bảo, nhưng mà giáo lý không chịu học. Nghe thầy nào ngộ ngộ cũng tới minh niệm phước tiến nhật từ tới. Nghe ông tội khanh lạ lạ cũng tìm tới, nhưng mà chủ yếu là tò mò. Đến Phật Pháp, pháp kiểu đó đó là chúng ta đến chứ không phải là về. Người Mỹ họ có một cái phân biệt rất là rõ, đó là chữ home và chữ house, đó đúng không? House chỉ là đơn giản là một cái chỗ có mái che, có vách, có nền thì mình gọi là house. Nhưng mà chữ home đó, nó thiêng liêng lắm. Home có thể là một mảnh đất. Khi ta đi, đất chỉ là chỗ ở. Khi ta ở, đất chỉ là nơi ở. Khi ta đi, đất bổn hóa tâm hồn là chỗ đó. Thì chỉ, có rất là nhiều người Phật tử trong số chúng ta, vì trên danh nghĩa chúng ta nói là chúng ta về chùa, về sư phụ, nhưng mà thật ra nói theo lời của Hòa Thượng Giác Hạnh, chúng ta chưa kịp thiết lập một cái quan hệ huyết thống tâm đối với Phật. Chúng ta chưa kịp hiểu Phật dạy mình cái gì, và chúng ta cũng chưa có một lúc lắng lòng để nghe những vấn đề thật sự của mình là gì. Cho nên là khi chúng ta chưa biết được vấn đề của mình là gì, thì chúng ta đi bác sĩ, chắc chắn là chúng ta không đi bác sĩ rồi. Khi biết mình không biết được cái vấn đề sức khỏe của mình không đi bác sĩ, đúng không? Chúng ta chưa biết được cái vấn đề của mình khi mình đến chùa đó, thì mình vấn đề cái chuyện mình đến chùa để làm cái gì. Cho nên hồi nãy tôi có nói chúng ta có hai cách để về bên cạnh Phật, đó là chúng ta đến hoặc là chúng ta đi. Đức Phật là chỗ đến hay Đức Phật là chỗ về? Nó kịp không? Đức Phật là house, chùa là house hay là home? Một cái chỉ là cái chỗ ở thôi, một cái là quê hương, là chốn về.
Và tôi muốn nói một điều rất là quan trọng ở trong cái bài giảng chiều nay cho bà con Phật tử. Đó là làm việc gì ở đời, dù chỉ là một chén cơm, uống một ly nước, hay là có một hành trình về một nơi chốn nào đó, chúng ta cần đến một cái gọi là nền tảng tâm thức. Tôi phải thích, tôi phải mới về đó được. Tôi muốn uống cái ly nước đó, tôi phải muốn trước cái đã. Tôi phải muốn, tôi mới uống cái ly nước. Còn tôi không muốn thì trước mặt tôi nguyên một lốc cả chục chai, tôi không có đụng tới chai nào hết. Nhưng mà phải muốn uống thì tôi mới uống cái ly nước. Tôi muốn ăn thì tôi mới ăn là chén cơm đó, miếng bánh đó. Tôi muốn đi về một nơi chốn nào đó thì tôi phải có cái muốn đó thì tôi mới tới được chỗ đó. Giữa tôi và cái món đồ đó, giữa tôi và cái nơi chốn đó, giữa tôi và con người đó, trước hết phải có thiết lập một cái mối quan hệ, một cái nhu cầu. Các vị nghe kịp không? Phải có một nhu cầu chúng ta mới đến được với nhau. Tại sao giữa biển người mênh mông chúng ta không thương thằng Tí mà lại thương con Tèo, thương thằng Tèo? Tại sao không thay thương con Lan mà lại sao thương con Cúc? Vì con Cúc nó cho mình một cái nhu cầu. Tại sao thằng mình không lấy thằng Tí mà mình lấy thằng Tèo? Bởi vì thằng Tèo nó có cho mình một cái nhu cầu. Có hiểu không? Khi mà đến với Phật Pháp, chuyện đầu tiên mình phải xác định mình đến với Pháp cho cái gì. Và mình phải để xác định cái đó, chuyện đầu tiên là mình phải coi mình có vấn đề như thế nào. Nếu mà mình không thấy được cái vấn đề của mình, chúng ta giải quyết được. Tay có một câu rất là hay: cái vấn đề lớn nhất của chúng ta là không biết vấn đề của mình nằm đâu. Các vị nghe hiểu không? Và một thương gia người Mỹ, ông ấy nói thế này: vấn đề trên đầu, dưới chân, trước mặt, sau lưng và chung quanh chúng ta không có đâu lớn bằng vấn đề trong chính chúng ta. Nếu buổi chiều nay chúng ta tới xem hát bội trong cái không gian này, mà chỉ cần mình không thích nghe hát bội đó, mình ngồi không nổi. Nếu chiều nay mình không muốn nghe pháp, mình không thể ngồi chen chúc với nhau trong một cái không gian chật hẹp như thế này. Nhưng mà khi mình có nhu cầu thì cái chuyện đó mình làm rất là dễ dàng. Chuyện đầu tiên là mình phải giải quyết được cái vấn đề nội tại của mình trước cái đã. Các vị nghe kịp không? Cho nên cái vấn đề lớn mà chiều nay tôi muốn nói với bà con đó là hãy tự hỏi lòng mình đi: tôi đến với Phật hay là tôi về với Phật? Đối với bất cứ mối quan hệ nào cũng vậy, đó là thiền viện, thiền sư, hành giả, bạn tu. Chúng ta là tu sĩ hay là cư sĩ thì người, vật và cảnh phải, mình phải xác định đó là chỗ về hay là chỗ đến. Nếu là chỉ là chỗ đến mình ghét thôi. Tôi nhớ đây có một câu rất là hay: trong một thư viện có 1 triệu quyển sách thì trong đó có những cuốn mình chỉ cần mình liếc qua thôi. Có những cuốn mình le lưỡi, mình liếm cái mình bỏ. Có những cái mình nhai cái. Có những cái mình cắn cái. Có những cái mình nuốt một miếng. Và có những cái cuốn sách mình phải ăn cho mình hết. Phải có trọng lòng. Tôi nhớ hồi 30 năm trước, có một thời gian tôi lui tới Đà Nẵng rất là thường. Đêm đêm bà con về chùa nghe pháp. Tại chùa nằm trong phố, phố Phan Chu Trinh ấy. Bà con thương, mỗi người cho tôi một ly rau má, mỗi người cho tôi một ly cà phê đá, mỗi người cho tôi một ly sữa đậu nành, mỗi người cho tôi một cái ly sinh tố. Tôi sợ người ta buồn, tôi tống vào hết. Các vị biết chuyện gì đã xảy ra? Tức là cái tình hình của tôi đêm đó nó y chang như là cái tình hình của bà con đang ngồi trước mặt tôi đó. Tức là tàu hũ nước mắm cái nào cũng nạp vô hết. Tức là phước thuận, phước tiến, nhật từ, hòa thượng ôm trúc lâm, ôm làng mai, hòa thượng viên minh, hòa thượng giới đức, ôm pháp thông, ôm hộ pháp, ôm nào mình cũng tắm vô hết. Dị ứng, tội thật, trúng độc, chết. Nó có một chuyện thế này nè. Có bao giờ bà con tự nghĩ kỹ lại cái, bà con nghĩ lại xem, tại sao mình ăn mình kỹ và tại sao cái đưa vào đầu mình lại ẩu? Có bao giờ hỏi, tự hỏi mình cái đó. Tự đêm nay về tự hỏi lòng mình đi. Mình đưa vào miệng mình á, mình rất là kỹ. Bây giờ ai cũng đọc sách báo hết, biết thế nào là cholesterol, thế nào là tiểu đường, thế nào là cao máu, thế nào là tim mạch, lắp, biết rất là nhiều. Cho nên bà con ăn uống rất là kỹ hơn. Theo tôi biết là có rất là nhiều phong trào thực dưỡng, ăn kiêng, tôi biết nhiều lắm, trong và ngoài nước, trong cộng đồng Việt Nam. Nhưng mà cho đến hôm nay tôi chưa từng thấy một dấu hiệu nào cho thấy người Việt Nam biết ăn kiêng về một tinh thần. Người Việt Nam thích chạy theo đám đông, thích chạy theo dư luận, thích chạy theo quần chúng. Ở chỗ nào đó đông thì nhào theo. Bởi vì mình nghĩ thứ nhất
sức hút đám đông. Thứ hai, mình nghĩ lý nào các đám đông nó đều bậy, họ sao mình vậy họ bậy mình cũng theo. Và các vị làm ơn nhớ giùm tôi cái này, cái gì nó là bậy, 1 triệu người theo đó nó vẫn là bậy, mà cái gì là đúng thì không có ai theo nó vẫn là đúng. Có hiểu cái đó không? Nhưng mà mình không có cái gan mà đi một mình không có cái gan đó, cho nên là từ cái chỗ mình chết nhát này nè, nó mới dẫn đến một chuyện, đó là trong kinh nói chúng ta có 2 cái thái độ tìm đến cái chân lý. 1, ai thường nghe tôi giảng chắc có nghe cái này, chúng ta có 2 cái thái độ để tìm đến chân lý. 1 là đến với nó như nó là, nó làm sao thấy như vậy. Và cái thái độ thứ hai đông hơn 99%, đó là mình đến với chân lý theo cách mà mình muốn. Có hiểu không? Hiếm có ai trên đời này đi đến một cuộc hôn nhân sau khi xác định kỹ lưỡng đó là người mình cần lắm, đa phần là đến vì mình thích. Có đúng vậy không? Mình lấy chồng lấy vợ phải coi cái người đó có đủ những cái mình cần, hay là cái được chỉ đơn giản là người đó mình thích. Đôi khi chỉ vì một nốt ruồi chút xíu thì mình lấy cái gì nó quýnh cho trào máu cả đời, chỉ vì một cái má lúng đồng tiền mà mình rước một con vợ không ra gì hết, lấy chồng vũ phu lên phu, lấy vợ vũ nữ là chỗ đó. Cho nên chiều nay tôi muốn nói cái gì, chiều nay tôi muốn nói đó là đến với người hay là đến với cảnh, đến với vật, chúng ta phải xác định đây là chỗ về hay chỗ đến. Chúng ta sẽ dành nhiều thời gian cho cái chỗ về chứ không phải là cho chỗ để chỗ chỗ đến, nghe kịp không? Đến có thể là chỗ mình chỉ ghé ngang mình dạo thôi, nhưng mà chỗ về đó là cái chỗ mà mình phải đầu tư nhiều. Tại sao chúng ta phải tu thiền tứ niệm xứ, tại sao chúng ta phải học Phật pháp? Bởi vì Phật pháp á, không học thì tưởng rằng Phật dạy cái điều chuyện trên mây, nhưng Phật pháp chính là con đường mà Đức Phật dắt mình quay trở về nhìn lại mình. Ở đây dầu nam truyền hay bắc phái cũng phải tuyệt đối đồng ý với tôi điểm này: cội nguồn sinh tử được khởi sinh từ bản thân của chính mình chứ không phải từ bên ngoài. Giáo pháp là dạy mình quay trở về trong, và tứ niệm xứ là dạy mình ngồi lại để nhìn có cái gì nó đang diễn ra. Xưa giờ mình sống theo cái kiểu của một cái xác chết chưa có chôn, nhưng bây giờ mình tập làm người sống. Vì nghe câu đó rất là kỳ, kể từ bây giờ phải tập làm người sống. Người sống có nghĩa là gì? Làm cái gì biết rõ cái đó và chịu trách nhiệm với cái kiểu sống của mình, cái kiểu nói năng của mình và cái kiểu tư duy của mình, mới đó là sống đúng nghĩa. Còn đa phần chúng ta chỉ là những cái xác chưa có chôn, mà ai nói tới thì giận. Tôi nhớ có một bà cụ bên Mỹ ở Houston, bà có thói quen sợ ma, sợ ma kinh hoàng lắm. Thì tôi nói với bà thế này: thật ra cái đáng sợ phải là ma mà là con người. Xưa giờ cái người làm cho mình khổ là một người hay là ma, cái vấn đề làm cho đó. Cho nên A thì đàm dạy mình là cái gì? Dạy mình là hãy nhìn lại bản thân. Và tứ niệm xứ dạy mình cái gì? Nhìn lại, ngồi nhìn lại bản thân con mình đáng sợ cỡ nào. Đây có một câu rất là hay: hãy đối xử với người khác theo cái cách mà anh muốn người ta đối xử với anh. Hãy ngồi lại xem những gì mình đối xử với cha, với mẹ, với vợ, với chồng, với bạn bè, những người quen của mình, những người bạn cùng công sở với mình. Thường mình đối xử với người ta theo cái cách mà mình muốn hay là theo cái cách mà người ta cần? Cái hiểu không? Hiếm lắm quý vị. Thường là chúng ta sống, chúng ta chỉ nghĩ đến mình. Cho nên trong kinh nói rằng có một lần đó Đức Phật đến thăm 3 vị tỷ kheo sống chung với nhau trong một khu rừng. Thì ngài đến ngài hỏi: các ngươi có an lạc không? Anh em ở gần nhau trong suốt mùa ăn cư vừa qua có hòa thuận đoàn kết vui vẻ hay không? Thì 3 vị trả lời thì với Đức Phật như thế này: bạch Thế Tôn, huynh đệ chúng con rất là an lạc, là bởi vì, nghe cho kỹ chỗ này, bởi vì chúng con bỏ tâm mình mà sống bằng cái tâm của người. Có hiểu không? Sống bằng cái tâm của người, chúng ta bỏ tâm của mình sống bằng tâm của người. Có nghĩa là sao? Ở đây bà con nghe ham lắm, tưởng là bốn giờ cũng phải. Trong đạo Phật có 2 trường hợp quên. Trường hợp thứ nhất, quên mình vì lúc đó đang nghĩ tới người. Và trường hợp thứ hai là quên người vì lúc đó đang tu tập cho chính mình. Chỉ có 2 cái trường hợp quên này được Đức Phật tán thán thôi. Nghe cho kỹ nha. Trường hợp thứ nhất là quên mình, là vì lúc đó đang lo cho người khác, đang thương người khác. Trở thứ hai, quên người khác vì lúc đó đang rửa ráy cái này. Nhưng trong kinh có câu chuyện này rất là hay. Có 2 ông cháu
làm cái nghề diễn xiếc á, xiếc mà xiếc xiếc tiết mục nghèo nàn ghê, dựng một cây tre bôi bôi dầu á, cây tre rồi bôi dầu rồi bắt đầu leo lên, dĩ nhiên họ có kỹ thuật họ leo lên, là cái họ bôi biết có phải dầu không chỉ có trời biết thôi. Rồi họ leo lên thì ngày xưa lúc mà người ông còn khỏe đó thì người ông ôm cái cây tre cho người cháu leo, rồi có lúc thì người cháu ôm cái cây cho người ông leo, thì hai thầy trò diễn xuất cái trò xiếc này trong nhiều năm. Thì dần dần theo thời gian người ông lúng tuổi yếu, một hôm thì đến cái ngày buổi trong buổi biểu diễn ở cái ngôi làng xa, thì người ông lúc bây giờ mắt mờ gối nó cũng rung, mà vì kiếm sống mưu sinh mà, cho nên người ông ôm cái tre cho người cháu leo, chống leo là hơi yếu. Thì người cháu đang leo mà nhìn thấy người ông mình có vẻ hơi rung, người cháu mới hỏi thế này: ông có chịu nổi không, ông có ok không, ông có ôm giữ được cái tre không? Thì người ông đã trả lời thế này: cháu lo phần cháu, ông lo phần ông. Khi mà cháu lo phần cháu, cái là cháu lo được cho phần ông, có hiểu không? Và ngay bây giờ ông cũng không có lo tới cháu, ông chỉ lo cái phần ông. Khi mà chúng ta sống hết mình cho mình cũng có nghĩa là chúng ta đang kính đáo sống thiện cho người khác. Và khi đang sống tốt với người khác cũng là đang sống thiện cho mình. Bà con không hiểu, tôi giải thích một chút xíu thôi. Tại sao gọi là sống cho sống thiện cho người khác mà có nghĩa là đang sống cho mình? Bởi vì khi mình sống thiện cho người khác có nghĩa là đang sống bằng tâm lành, đúng không? Mà khi mình đang sống bằng tâm lành có phải là mình đang là chuẩn bị một tương lai tốt hơn, có đúng không? Còn tại sao khi mà mình sống cho mình cũng là sống cho người khác? Tôi hỏi các vị nha, nếu cả một cái thành phố này, cả một cái đất nước này, từng người không có nghĩ đến ai hết, không nghĩ đến ai hết, từng người trong 100 triệu dân Việt Nam không nghĩ đến ai hết, chỉ nghĩ mình thôi, nhưng mà người đó không sát sinh, không trộm cắp, nghe hiểu không? Không bạo lực, không nóng tính, không manh động, có hiểu không? Mà người đó không nghĩ tới ai hết, chỉ bảo đảm với lòng mình không sát sinh, không trộm cắp, không bạo lực, không manh động, thì bản thân người đó lúc đó có phải là đang giúp ích cho xã hội không? Mà người đó không hề nghĩ đến người khác, có đúng không? Khi anh hoàn thiện bản thân anh, đó là một đóng góp cho xã hội, có đúng vậy không? Tôi kể hoài cái câu chuyện của ông tỷ phú bên Đài Loan, bên Hồng Kông. Ông có hai đứa con trai, một đứa học rất là giỏi, làm việc rất là chăm, biết lo cho công ty. Rồi một đứa thì chỉ biết đua xe, tán gái, ăn nhậu và suốt ngày là cứ kéo ông ra tòa riết. Thì một ngày kia cái cậu mà phá gia chi tử, cậu con hư ấy, vào nói với ông: thưa bố, con thấy con vui chơi tung tăng chừng đó đủ rồi, con nghĩ đã đến lúc con nên chững chạc lại, trưởng thành hơn. Con về con giúp cho công ty, con giúp cho gia đình, con giúp cho bố. Bố con có cái chuyện gì làm được bố giao cho con. Thì ông trả lời thế này: con không cần làm gì hết, con đừng quậy là đang giúp cho bố. Quý vị có những người con như vậy không? Con đừng có đi mượn nợ giang hồ, đừng có chích hút, đừng đua xe, đừng có làm cho người ta có bầu nữa, là con đang giúp bố very nhiều. Cái hiểu không? Cho nên mình hoàn thiện bản thân mình, cái đó cũng là một đóng góp. Khi đang sống tốt với người khác, đó là một là lúc chúng ta đang lo cho mình. Và khi đang tập trung lo cho mình cũng là lúc mà đang lo cho thế giới đó. Bà Teresa, một bà sơ của Cơ Đốc, bà có nói thế này: nếu mà chúng ta không có thể làm được việc lớn thì chúng ta cũng có thể làm từng việc nhỏ bằng một trái tim lớn. Nghe kịp không? Nhặt một cái chiếc lá, một cọng rác, và bằng một trái tim lớn thì nghĩa là sao? Mong rằng đại chúng đặt chân đến công viên này, ngôi chùa này không thấy phiền, tiếc thay. Chúng ta không làm việc lớn mà chỉ có khả năng làm lớn chuyện, chuyện nhỏ xé ra lớn, làm cho nó banh chành xã hội, cho nó tan nát cái đạo tràng. Bát nhã không thấy, thấy toàn bát nháo. Phật tử càng kỳ cựu thì càng kỳ cục. Hiếm bao giờ gặp được người Phật tử kỳ cựu mà không kỳ cục. Các vị có thấy không? Lục hòa không thấy, thấy toàn lục đục. Chưa hết nó còn chuyện nữa: lén lén vô chùa thấy ở đâu có chữ tu tập đèn chấm dấu nặng.
các vị có thể cứ lén lén chấm cái dấu nặng, chuyên gia chấm dấu nặng đang tu tập nó rất là ok, chấm một phát banh cái chùa, chấm một phát banh cái chùa. Tôi bắt cho các vị một chuyện, bên Mỹ cho tôi uống cái nước, em biết ông cái ông giang này ông khờ không có tả được. Có người nói với tôi về nước thù nhiều hơn bạn, đừng có giờ uống nước ly nên uống nước chai, và do chính mình vặn nắp. Ông đi ông la làng lên nước cho xin chai nước, rồi đem cho chai nước mở nắp sẵn. Tôi kể cái gì tôi quên, tôi trước khi tôi xin uống nước tôi sắp kể cái gì vậy. Hả? Ok, tôi phải quay lại đề tài chứ. Đề tài chính bữa nay là gì? Qua những gì tôi nói, bà con phải đồng ý với tôi là tất cả chúng ta hãy ngày nào còn thở là chúng ta đang kính đáng có mặt trên một con đường dẫn về đâu đó, có đúng không? Có một điều là con đường đó là dẫn về hay là dẫn đến. Chúng ta cứ 50 tuổi, 60 tuổi toàn là đi đến không mà. Có hiểu không? Bây giờ hiểu được chỉ đến mà chỉ về chưa? Đến có thể là một nơi vốn rất là bấp bênh, không chắc chỗ đó mình thích hay không, không chắc là chỗ đó có cần hay không. Đó gọi là đến. Còn về là bắt buộc. Chỗ đó phải là chỗ cần thiết. Kể cả trường hợp mình muốn. Nhớ ha, cái đó rất là quan trọng. Chỗ đó chỗ là chỗ về. Một người bạn, một người thầy, một trú xứ, một món ăn, một nếp sinh hoạt, tất cả nó sẽ là chốn về hay là chốn đến của mình là tùy thuộc vào cái chọn lựa từ ban đầu của mình. Như nãy tôi nói, thấy tu tập là cái nghĩa nó chịu tu tập. Nãy tôi quên kể chuyện này, giờ tôi mới nhớ. Ở bên Mỹ có người bắt với tôi đi đến bất cứ cái thành phố nào mà có đông người Việt mà không biết khách sạn nào tốt, ăn đồ Việt ở đâu ngon, chùa, miễu, nhà thờ, chỗ nào nên đi. Thì có một chỗ để ghé đó là ở đâu? Ở đây là ai biết không? Tiệm nail. Ngã tư quốc tế. Tiệm nail và nhà hàng ăn uống. Đó để cho bà con nào sắp đi Mỹ nên chuẩn bị tinh thần. Bất cứ chuyện gì của nhà thờ, của chùa, của cộng đồng là cứ tới tiệm nail, cứ tới nhà hàng là nghe hết. Ai trốn nhà theo trai rồi vợ đẻ con đau đầu có chữa gì là tất cả lợi đó là được cái hết. Nhưng mà có một chuyện rất là đáng buồn, đó là chùa buồn thay, cái đó là ở hải ngoại cứ đến tiệm nail và đến nhà hàng, còn ở Việt Nam và cả hải ngoại chùa cũng là một chỗ ngã tư quốc tế. Cho nên tôi phải nói nhỏ, các vị đừng nói với ai, đó là những người quen với tôi khi mà họ bị vấn đề về tinh thần, về tâm linh tinh thần ấy. Tinh thần chứ không phải là tâm thần nha. Tới họ hỏi tôi có nên đi chùa không? Tôi lắc đầu. Tôi nói khoan, muốn đi chùa nào? Chùa phải có chương trình tu học, phải có nội dung sinh hoạt thì mới là cái chỗ đó mình tới. Còn cái chùa chỉ đơn giản là chỗ cúng bái, đơn giản là cái chỗ tụ năm tụ ba, chỗ bát nháo nhiều hơn bát nhã thì phải xét lại. Nhiều người tưởng làm chùa là cửa thiền thanh tịnh, nhưng mà thật ra họ quên rằng chùa là cái chỗ đổ rác nhiều nhất. Và không biết quý vị còn nhớ tôi nói cái này hay không, một người không có tu học, khi hai người không có tu học thì gặp nhau chỉ đổi rác và đổ rác. Đổi rác có nghĩa là mình đem mớ chuyện cho người ta làm quà, điện ra mình bất kỳ, hay có câu chuyện lấy chuyện làm quà đấy. Ở đây có ai là bất kỳ? Lấy chuyện làm quà tức là nói xấu. Và cái người Việt Nam mình nó có một cái mà tôi ghét không tưởng tượng được. Trước khi nói xấu ai thì luôn luôn bắt đầu bằng cái câu này: tôi nói không phải nói xấu. Đó. Tôi nghe hơi quen. Bắt đầu một câu nói xấu lúc nào cũng là tôi nói phải nói xấu. Chứ cái bà nó xài có được. Và tôi đã nói bà con rất là nhiều lần, đó là thử một lần đi. Đi chùa nha. Đi chùa, phải đi chơi đi chùa.
trên chiếc xe xe đó là xe thuê là 20 chỗ, thì bất hạnh thay cho kẻ nào xuống xe đầu tiên. Có nhớ bà dạy nữa, cái đứa mà nó tụt xuống đầu tiên rồi nó bị 19 đứa còn lại nó lo ra nó nói xấu. Cứ thế, cái đứa tiếp theo nó xuống thì nó bị 18 đứa còn lại, rồi đứa tiếp theo là bị 17, 16, 15, 14, 13, đúng không? Nó nói chừng nào mà chỉ còn lại hai đứa thì cái đứa mà áp út mà nó xuống thì cái đứa còn lại nó vẫn nghĩ xấu kia, cái là bắt đầu nó ngủ luôn luôn. Và luôn luôn cái luật vũ trụ thì khi mình tu học là gì? Không phải là chúng ta đi lên trời chúng ta đọc, chúng ta tìm hiểu chuyện trên mây, mà chúng ta phải có dịp ngồi nhìn lại mình có đúng y chang như các người ta nói hay không. Chúng ta nghe cho kỹ chỗ này nha. Chúng ta có nhiều thời gian nghĩ đến chuyện tào lao thì chúng ta không có thời gian nên để nghĩ về chuyện đàng hoàng. Chúng ta khi mà chúng ta, như tôi nói hoài, mình có một cái tủ mà khi mình đựng đồ rách, đồ cũ, đồ dơ, đồ xấu nhiều quá thì chúng ta không còn chỗ để đựng cái đồ khác. Và sẵn ở đây tôi cũng nói luôn, tất cả những ai ngồi trước mặt tôi hay đang nghe online, hãy tự hỏi lòng mình đi. Thật ra cái khả năng trí nhớ các vị không có kém. Đêm nay tôi muốn nhắc lại các vị một chuyện mà các vị có thể quên hoặc không ngờ. Trí nhớ của từng người ngồi trước mặt tôi không hề kém. Nhưng mà vì sao? Vì mình nhớ toàn là những tào lao không? Có phải đúng không? Cái bà Tám bên nhà mình mà có 6 đứa con, một đứa là bỏ chồng, một đứa là chồng bỏ, rồi một đứa đi Mỹ, rồi sanh 3 con, có đứa là bị Down syndrome, rồi hai đứa kia có đứa đi tu. Tức là mấy cái chuyện đó cực kỳ tào lao mình nhớ. Nếu mà mình nhớ về cái gia đình bà Tám, mình đổi qua mình nhớ cuộc đời các vị thánh tinh văn là cực kỳ ok. Cái hiểu không? Có rất là nhiều chuyện mình nhớ để mình giận, mình tiếc, mình phiền não, tham sân si ái mạn kiến nghi. Nếu mà những chuyện đó mà mình dẹp nó qua mà mình đưa kinh Phật vào lòng mình thì cái sức nhớ của các vị tàn khốc lắm. Sức nhớ các vị không có tệ đâu. Cái tủ của các vị không có tủ nào ít hết, tủ nào cũng to đùng hết, nhưng mà dưới này mình chứa cái gì. Tôi nhớ bên Mỹ có một cái, chắc cái gì tôi kể cho bà kể hoài. Trong chùa có một cô có tính cũng nóng lắm, cũng nóng cũng gây từ ở trên gây xuống. Rồi một ngày kia trước mặt cái đám đông thì hòa thượng chủ trì mới nói thế này: kể từ hôm nay ai mua xe không có chỗ đậu thì tới nhà của cô Loan đậu. Thì cô Loan cũng ngạc nhiên, cô nói cũng giơ tay, cô nói bạch hòa thượng, hòa thượng nói cái gì con không hiểu. Hòa thượng không thèm nhìn, hòa thượng nói bởi vì ở trong cái chùa này không có cái sân ai lớn bằng sân của nhà cô Loan đó. Cái hiểu, cái sân không có ai trong cái pháp hội này mà cái sân nó lớn vậy. Bà bảo chứa coi như 18 chiếc xe cũng còn dư chỗ cho 12 chiếc nữa. Cho nên tùy mình sống nhiều với cái gì thì chính cái đó nó quyết định con người của mình. Và đó là chính là trốn đến hay là trốn về của mình. Tôi mong rằng Việt Nam mãi mãi là chỗ về của tôi. Từng gương mặt ở đây sẽ là chỗ về của tôi. Tôi không mong các vị cho tôi cái gì đâu nha. Nói một cách chân thành, tôi biết sống không có lâu nữa, xài cái gì, không vợ, không con, không bồ, không bình, xài cái gì. Đó là nói về tài chánh. Còn nếu mà ngoài là chánh này cái gì cho tôi được cái gì. Mà cái quan trọng nhất đó là những người đến gặp tôi trưa nay thì trên họ lúc gần chiều có nhiều vị họ nói một câu mà tôi nghĩ rằng lẽ ra tôi phải cảm ơn họ. Họ nói rằng, họ nói thiệt, nghe nó hơi dễ bị giận đó, nhưng mà được. Cái câu này câu thiệt nhất: con không biết suy ra sao, mình sẽ giúp con nhiều lắm. Nói kịp rồi. Chứ có người kêu suy gõ đầu con đi, suy rỡ đầu con đi, cái đó không xài được. Tôi không có cần có bị thần tượng một cách mù quáng như vậy. Và tôi cũng không cần, tôi cũng rất là sợ các vị tô son chút lục tôi, các vị đóng cho tôi nguyên một cái vần hào quang kiểu hàng gió đá, tôi không ham cả đó. Mà cái mà tôi thích, cái người đáng biết vị nào nói câu rất là thật: con không biết suy ra sao, mình sẽ giúp con rất là nhiều. Tôi mong rằng các vị sẽ mãi mãi là chốn về, không phải của tôi, của riêng tôi, mà tất là tất cả những quý vị nào về ngồi ngay cái chỗ này, mỗi lần nhắc tới cái pháp hội này, họ mong có dịp trở lại. Trong kinh đó này các vị kheo, dầu như các bậc hiền trí, các bậc thánh nhân đi nữa,
Thì khi đến một địa phương nào, các vị đó luôn luôn dành cái sự ưu tiên sự ưu tiên cho những người có niềm tin, chánh tín mới đúng, phải sao chứ chánh tín. Chánh tín tức là tin cái gì phải có trí tuệ đi kèm. Thứ nhất là phải chánh tín, thứ hai là có lòng hào sảng, thứ ba là có cái lòng hiếu học, sẵn sàng nghe pháp. Có cái chừng đó những cái đức tính, thì bất cứ một cái nơi chốn nào có những người như vậy đó, thì các bậc hiền trí khách xa khi về đó, cái chuyện đầu tiên là nghĩ đến những người đó. Và các vị cũng biết rồi, thì kể cả các nghệ sĩ ở ngoài đời cũng vậy, ai cũng cần có hộp xoàn để đeo, ai cũng cần có xe đẹp, nhà lầu, ai cũng cần có cái này cái kia. Nhưng mà những nghệ sĩ đến tuổi họ đều nói một câu thế này: qua năm tháng tất cả hộp xoàn, tất cả nhà lầu, xe hơi nó đều đổi nón ra đi, chỉ duy nhất còn lại đó là cái tình cảm của người mộ điệu dành cho mình. Ở đây các tôi không cần các vị dành cho tôi, mà dành cho Phật pháp, xem Phật pháp là trốn về. Ông Phạm Vi là mặt một nhạc sĩ lớn của Việt Nam. Tôi làm thầy chùa mà tôi nhắc tới một nhạc sĩ thì cũng kỳ, mà nhớ gì nói đó. Tôi đọc sách rất là rộng, giống giả thì tôi đọc. Ông nói rằng có nhiều nhạc sĩ rất khó chịu khi nghe người ta hát nhạc của mình mà hát sai. Giống như Tuấn Khanh nói, mỗi lần ông nghe cái bài phút cuối ông rung lắm. Đêm qua chưa hay là đêm chưa qua mà nó cứ lên nó hát sai đét à. Đêm qua chưa mà trời sao vội sáng, đêm qua chưa hay là chưa qua. Từ lúc qua là Trịnh Công Sơn, từ lúc đưa em về là biết xa ngàn trùng, hay là lá biết xa ngàn trùng, hát rất à. Nhưng mà có một điều Phạm Diêm nói câu thế này: dầu người ta hát sai nhưng mà cái cảm giác của tôi khi được thiên hạ vỗ tay ở chỗ đông người có đèn màu và hoa tươi, nó không có sung sướng mà một ngày nào đó trên một quãng đường quê tôi nghe một cô thôn nữ hát sai một cái nhạc của tôi ở dưới một cái dàn hoa mướp bên một cái giếng nước, nghe hiểu không? Ở đây cũng vậy, tôi mong rằng các vị hiểu được câu nói đó của ông Phạm Duy, đó là tôi mong hỏi các vị Phật tử giống như những người mê nhạc của Phạm Duy, dù hát sai nhưng vẫn nhớ Phạm Duy. Ở đây đến với Phật pháp, chúng ta không thể nào hoàn bị như một bậc thánh, như một học giả, một hành giả, nhưng mà luôn luôn xem Phật pháp là một chốn về. Chốn về đó tùy mỗi người, thì mỗi người có một thái độ quay về với Phật pháp khác nhau. Có người về với Phật pháp là vì đi cầu phúc, có người về với Phật pháp là vì sợ tội, và hạng thứ ba về đến Phật pháp là vì để cầu giải thoát. Cái hạng cầu phúc là sao? Mong cúng dường, lạy Phật, phục vụ chùa chiền để kiếp sau được cái này cái kia, hoặc ngay kiếp này được tăng long phúc thọ, thì đó là hạng người đi chùa để cầu phúc. Hạng người thứ hai đến với Phật pháp là vì sợ tội, có nghĩa là họ vừa trải qua những kinh nghiệm kinh hoàng nào đó, thế là họ tìm đến Phật pháp để mong mà xả xui, giải tội, mong cho lúc cuối đời đừng có bị này đừng bị kia. Tôi biết có một số cũng hơi lo chứng kiến cái chết ghê gớm của bố mẹ mình, lập tức đi chùa tinh tấn niên mật. Tức là gặp bà mẹ trước khi chết mắt nhắm nghiền mà gào thét sợ hãi, thì không biết bà thấy cái gì mà bà nói đi. Gặp ông bố chết, không biết ông thấy cái gì mà ông cứ nói là cứu ba con ơi, hiểu không? Thì vì nhìn thấy cái cảnh mà bố mẹ mất như vậy đó, cho nên người con đã đi chùa miên mật. Và bên Đức tôi có biết được một cái cô người Bắc, cổ đi định cư bên Đức cũng lâu. Một ngày đó khi bố mẹ chồng bị bệnh nhiều thì cổ về bệnh nhiều ở Hà Nội đó, thì cổ về Hà Nội cũng chăm sóc. Thì tôi không biết các vị có sốc cái chuyện này không, mà tôi rất là sốc lắm. Mà nó ám ảnh tôi một thời gian cũng lâu, mà đêm nay nhắc lại chuyện đó tôi cũng thấy ngán. Đó là cổ đi về chăm sóc
trước đó là bố chồng, rồi sau đó là mẹ chồng. Và hai người có một cái câu nói rất là giống nhau, đó là lúc mà họ bệnh nhiều đó, họ nắm tay con dâu thì họ tin con dâu là lắm. Con ơi, vàng của bố nhiều lắm, giá của bố. Các vị nghe có sợ không? Cái mặt tỉnh mơ. Đối với tụi nó là dễ sợ. Bình thường cả đời mình đi cày để mình kiếm vàng, mà cuối cùng là chỉ nắm tay ông dâu, con ơi vàng bố nhiều lắm, cứu bố. Con ơi vàng mẹ nhiều lắm, cứu mẹ. Trước Covid có một đại gia Việt Nam đi qua Mỹ thăm mấy đứa em nó khá thân với tôi. Thân này có nghĩa là lần nào tôi về Atlanta thì gần như là bắt tôi phải về cái nhà họ vậy đó. Thân chỉ có đi qua bên Atlanta, cố từ Việt Nam bay qua Dallas rồi chơi, cũng qua được có 3-4 hôm, cũng nghe người kỳ quá thì có đi bác sĩ. Sẵn đây tôi nói luôn, có đi bác sĩ chứ không phải là đi khám bác sĩ, vì bác sĩ khám cổ chứ không có khám bác sĩ như là nhiều người Việt Nam nói sai. Có đi bác sĩ cái Mỹ nó kêu là to see doctor chứ không có, mình đi coi, đi gặp bác sĩ, chứ còn Việt Nam là đang phải có đi đâu đi khám bác sĩ, mà nó dốt như là cái gì đi khám bác sĩ. Thì cổ đi ông tôi giỡn vậy, các vị đừng buồn ngủ thôi, tôi đang buồn ngủ rồi. Thì cổ nghe kỳ lắm, cổ nghe kỳ lắm. Thì bác sĩ nói rằng cổ bị ung thư não, mà cái não cổ bây giờ nó như cái ổ ếch rồi, nó nát hết rồi. Nó chừa cho cổ chừng vài cộng để mà cổ biết nhận thức. Thì cổ là đại gia mà thì tích tắc là ông chồng của từ Việt Nam bay qua. Cái chuyện nó mới ghê, cái này mới ghê. Cổ nắm tay ông chồng, bán hết đi anh, cứu em. Bán hết đi anh. Tức là bà có bao nhiêu điền sản, bất động sản ở Việt Nam lúc là bà chỉ hoảng hồn rồi. Bán hết đi anh, cứu em. Thì ổng chỉ nắm tay ổng em yên tâm, giá nào ổng cũng bán, giá nào cũng cứu. Nhưng mà ổng biết rậu đi, bán luôn ổng cũng cứu không được. Gia đình nó bán hết. Một khi thần chết hiện về, dù thì nào ai có thể chở che cho mình. Vợ con dẫu có chí tình thì ngậm ngùi, chỉ biết lòng thinh đứng buồn. Đến chùa thì tôi muốn các vị lắng lòng an tĩnh, nhưng lâu lâu nên đi chùa nên giật mình chút, chúng ta chịu tu. Bởi vì chúng sanh Phật dạy có bốn hạng, nó giống như bốn loại ngựa vậy. Có những con ngựa vỗ nhẹ là nó chạy, có những con ngựa nó thấy cái dáng roi nó mới chạy, có những con ngựa quất một roi nó mới chạy, và có những con ngựa chỉ đem làm thịt thôi. Có những người chỉ nghe một cái câu pháp là họ đã đi theo Phật pháp. Có người phải đợi đến bản thân bị một tí chuyện gì đó mới theo Phật pháp. Có người phải đợi trong nhà hoặc là bản thân có chuyện gì đó mới đi đến Phật pháp. Đi đến hay đi về? Đi về. Thử vì còn nhớ không? Đi về. Sẵn cho tôi lặng đề một chút. Tôi là người miền Nam mà tôi thương Bắc Kỳ. Vì Bắc Kỳ nó khéo, mặc dù hỏi xạo không có tưởng được. Ngày xưa lúc tôi 20 tuổi tôi đi Đà Nẵng thường á, hồi đó tôi có quen của Bắc Kỳ nho nhỏ tóc đường biên gạch sông đàng hoàng, còn cũng khéo lắm. Khi tôi ra đó tôi về của tiễn tôi tết này sẽ có về không hiểu lẽ mấy người kia thì tết này sẽ có ra không, có hiểu được hai chữ này không? Sẽ có ra không, bởi vì trong ngôn ngữ nó có ba trường hợp. Một là neutral, có nghĩa là trung tính, không biểu cảm đặc biệt. Cái hai là positive, tức là biểu cảm tích cực. Rồi thứ ba là negative, là biểu cảm tiêu cực. Thì cái chữ mà tết này sẽ có về không, nó chỉ biểu cảm trung tính. Tết này sẽ có ra không, nhưng mà cái câu đó là tết này sẽ có về không. Cổ đã mặc nhiên xác định ngầm đây là nhà của Du. Bác Kỳ hôn như vậy mà đọc. Nhưng mà đó, cái đó là cái chuyện mà tào lao. Nhưng mà chuyện tôi muốn nói thế này, phải có một ngày
mình thấy Phật pháp là trốn về, lúc vui nhất cũng nhớ Phật, lúc buồn nhất cũng nhớ Phật. Một đứa con có hiếu, đi đâu chơi gặp cảnh đẹp nhớ đến mẹ, có chuyện buồn người đầu tiên nó nghĩ đến là mẹ, hiểu không? Đó là đứa con có hiếu. Có những cái đứa con khi nó vui nó mới nhớ tới mẹ, hoặc khi nó buồn nó mới nhớ tới mẹ, mà đứa con có hiếu là lúc nào cũng nhớ tới mẹ. Phật pháp cũng vậy. Thật ra mà nói, tôi đang nói cho đám đông nghe thì tôi không có nói rốt ráo, chỉ nói cho cùng. Tôi muốn đêm nay tôi gửi đến các vị Phật tử một cái định nghĩa rất là dễ gây sốc. Đó là muốn làm người Phật tử ngay tại đây hoặc là ra nó về nhà, thì muốn làm người Phật tử, muốn xác định rằng mình đang đi đâu và về đâu, thì các vị chỉ làm giùm tôi một chuyện thôi. Đó là định nghĩa với chính mình, không cần nói ra. Đó là hạnh phúc là gì và đau khổ là gì. Ai nghe tôi giảng có nhớ cái này không? Muốn làm Phật tử thứ thiệt, thứ xịn, muốn biết mình trốn về là ở đâu, chỉ cần làm một chuyện thôi, không có tu hành, không có học gì hết, chỉ làm một chuyện thôi. Đó là về tự hỏi là mình hạnh phúc là gì và đau khổ là gì. Theo kinh Phật ấy, hạnh phúc là có được cái mình thích, và đau khổ là chịu đựng cái mình ghét. Hiểu không? Tới đây các vị chưa thấy vấn đề. Cái này mới ghê nè, nghe cho kỹ đoạn sau. Hạnh phúc là có được cái mình thích, và đau khổ là có là phải chịu đựng cái mình ghét. Và cái thích ghét đó ở đâu nó ra? Đó là tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. Chính ba cái này nó quyết định là mình thích cái gì và ghét cái gì. Và từ đó cái hạnh phúc của người này đối với người kia có thể không phải là hạnh phúc. Khi mình hiểu được như vậy, mình thấy hạnh phúc và đau khổ nó không phải là cái tuyệt đối, mà nó chỉ là những giá trị mặc định tương đối thôi. Tôi hiểu không? Hôm nay tôi thích cái đó, tôi được cái đó, tôi thấy đó là hạnh phúc. Nhưng mà ngày mai tôi không thích nó nữa, tôi được nó tôi không thấy hạnh phúc. Hiểu không? Hiểu. Ngày xưa tôi có mình đi, chứ không phải tôi kẹt đó, mình đi. Ngày xưa mình có quen hai người ở Huế, mình rất là thích, thương người ở Huế. Áo nàng vàng anh bị hoa cúc, áo nàng xanh anh nến lá xanh trường, thương Huế, thương gia hội, thương điện hòn chén, thương phu văn lâu, thương ngọ môn. Một ngày kia họ cầm sang thuyền khác, nhắc tới Huế mình hận, không muốn về Huế nữa. Đi đâu nghe người đó nói tiếng Huế mình ghét. Như vậy thì cũng cái cảnh đó thôi, cũng người đó thôi, cũng vật đó thôi, nhưng mà do cái môi trường hiện tại, hoặc là do tiền nghiệp, hoặc là do khuynh hướng tâm lý mà chúng ta thích hay ghét một người, một vật, một cảnh nào đó. Và chính vì cái chuyện thích ghét này nè, nó mới dẫn đến cái chuyện hạnh phúc và đau khổ của mỗi người không giống nhau. Cái điều này rất là quan trọng. Đêm nay về nghĩ kỹ tại sao ông sư ông nói cái này là quan trọng. Những gì mà mình theo đuổi một đời là gì? Chỉ có hai vẻ thôi: trốn khổ tìm vui. Mà trốn khổ là gì? Là chạy trốn cái mình ghét, mình sợ. Và tìm vui là đi theo cái mình thương và thích, có đúng không? Đúng vậy phải không? Thì cái thương và thích đó ở đâu đó ra? Đó là do tiền nghiệp. Mình làm người nam hay là người nữ, người Việt hay là người Lào, và hiện tại mình đang sống ở đâu, cái chỗ sinh trưởng của mình là phố hay là quê, gia đình và môi trường sinh trưởng, xã hội, cộng đồng mà mình cộng sinh, cộng hưởng và cộng trú, những cái đó ra sao, thì tất cả những thứ đó nó quyết định cái chuyện mình thích cái gì và ghét cái gì. Cũng là người Việt Nam nhưng mà là người nữ, có những cái thích không giống người Việt Nam mà là đàn ông, có đúng không? Cũng là người Việt Nam, cũng là nam giới, nhưng ở lứa tuổi này thì cái đó mình thích, nhưng mà ở lứa tuổi khác mình không có thích nữa, có đúng không? Cho nên muốn trở thành một người Phật tử đúng nghĩa, muốn biết cái chốn về thật sự của mình là gì, thì kể từ đêm nay bà con chỉ làm một việc thôi, đó là tự xác định coi hạnh phúc là gì và đau khổ là gì. Chưa hết, còn một chuyện nữa cũng là hạnh phúc và đau khổ. Mỗi ngày đi làm trên đường tự hỏi lòng mình, trưa ăn cơm, tối về ngủ tự hỏi lòng mình, trong ngày nay tôi đau khổ nhiều hay là hạnh phúc nhiều? Nghe kịp không? Tới đây các vị chưa thấy quan trọng đâu. Cái thứ hai mới quan trọng. Mỗi ngày tự xem mình đau khổ nhiều hay hạnh phúc nhiều. Cái thứ hai mới quan trọng. Cái đau khổ và hạnh phúc đó do cái gì mà ra? Cái đau khổ và hạnh phúc nó do hai thứ: do nhân hoặc là do quả. Do quả có nghĩa là
Do nói thật ăn thì đạp nha, nói thật ăn thì đạp là tôi đầu thai bằng cái tâm gì? Do cái nghiệp xưa mà bây giờ tôi đang sống ở cái xã hội, đất nước nào, hoàn cảnh nào, gia đình nào, môi trường nào, điều kiện nào, thì đó gọi là quả. Nhưng mà nhân là sao? Đau khổ do nhân, hạnh phúc do hạnh phúc, hạnh phúc và đau khổ do quả là do tiền nghiệp mà chúng ta có mặt ở nơi nào đó, sinh trưởng ở đâu. Nhưng mà đau khổ và hạnh phúc do nhân là sao? Là do cái thiện ác mà mình đang sống mỗi ngày có hiểu là mới hiểu dùm cho tôi mừng. Tôi nhắc lại, hạnh phúc và đau khổ của mỗi người nó đến từ hai nguồn, đó là nguồn nhân và nguồn quả. Nguồn quả là do cái tiền nghiệp mà chúng ta có một cái sức khỏe như vậy, một cái điều kiện tài chính như vậy, một bối cảnh gia đình, một bối cảnh đất nước, bối cảnh xã hội, blah blah blah. Cái đó là quả. Cái này thì chúng ta có thể can thiệp một ít thôi. Nếu đó là tiền nghiệp, Đức Phật cũng không có can thiệp được 100%. Nhưng mà nói đến cái chuyện thứ hai là hạnh phúc và đau khổ nó đến từ cái nguồn nhân ý. Nhân ý thì mình có thể can thiệp được, đúng không? Hiểu không mọi người? Có nghĩa là mình còn mình nghĩ cho mình đau khổ hay là hạnh phúc, và hai cái đó nó đến từ cái gì? Nhân hay là quả? Chưa hết. Hạnh phúc và đau khổ nó còn hai cái nguồn đến, đó là đến từ cái có và đến từ cái không. Do có cái gì đó mà chúng ta đau khổ, và do có cái gì đó mà chúng ta hạnh phúc. Có hiểu không? Hiểu không? Và do không có cái gì đó mà chúng ta đau khổ, và do không có cái gì đó mà chúng ta hạnh phúc. Cái cô áo hoa có nhìn tôi cô bị đơ. Do có cái gì đó mà chúng ta hạnh phúc là sao? Nhan sắc, sức khỏe, tiền bạc, tình cảm, quyền lực, tiếng tâm. Đây là những cái có mà làm cho hạnh phúc, đúng không? Có kiến thức, có niềm tin, có trí tuệ, có thiền định, có chánh niệm, có tham nhẫn, những cái mà tích cực, cái đó làm cho mình hạnh phúc. Còn do không mà mình hạnh phúc là cái gì ta? Không bệnh, không nợ, không thù oán, còn đau khổ cũng vậy. Do không có cái gì mà mình đau khổ? Không tiền, không sức khỏe, không kiến thức, không trí tuệ, không niềm tin. Và do không cái gì mà mình được hạnh phúc? Không nợ, phải không? Không bệnh, đúng không? Vậy thì hạnh phúc nó có nhiều nguồn đến, đau khổ cũng vậy. Do có cái gì đó và do không cái gì đó. Và cả hai cái này gom chung lại nó gồm có hai, đó là nhân hay là quả. Nghe kịp không? Đêm nay tôi còn giờ giảng không? Đêm nay tôi ôn tập được thôi, các vị không có nghe cái gì lạ hết. Nghe toàn là cái cũ xì, nhưng mà nó vẫn mới, vì chúng ta có bao giờ tu học đâu mà mới. Tôi nhớ anh chàng đó, anh cưới cô vợ ít lâu thì bữa đó cô vợ dọn cơm lên, cổ ăn được mấy đũa cô bỏ xuống, cổ giận dỗi phụng phịu, mắt buồn mới hờn dỗi. Thì ông chồng hỏi sao vậy, sao chuyện gì vậy? Cái bà nói là hồi xưa mới lấy đó, thì dọn cơm lên lúc nào anh cũng dành cái phần nhiều cho em, bây giờ thì ngược lại. Thì ông nói tại vì ngày xưa em biết nấu ăn, hiểu không? Bà chiên trứng ấy, trên sống dưới ghét, bà pha trà đó uống vô không biết là cà phê hay trà, cho nên cái buổi đầu là ổng không có phân biệt được là bà chọn ăn cái gì. Cho nên bây giờ cho nên là nếu mà đêm nay những gì các vị nghe đó không phải là nó mới, là vì chưa từng nghe, nhưng cũng nó không phải là cũ, là vì các vị chưa từng rớt ấy. Cũng giống như là vì đó giờ các vị coi nó đồ khác là vô ăn vậy đó. Nghe cho kỹ cái này, tôi nói về hạnh phúc, tôi nói về đau khổ, tôi nói về chốn đến và chốn về. Bây giờ tôi nói đúc kết lại những gì là nền tảng cho tất cả những điều tôi vừa nói. Vạn hữu ở đời, từ cái vật thể lớn nhất là mặt trời, mặt trăng, đại dương, núi non, phố xá, con người, cho đến hạt cát, hạt bụi bay trong gió, thì tất cả đều phải đến với cuộc đời này, có mặt ở cuộc đời này, xuất hiện hiện hữu như cuộc đời này bằng một chữ gọi là duyên. Không có cái gì ngẫu nhiên mà có, nghe kịp không? Không có gì ngẫu nhiên, tất cả là những điều kiện. Ngay cả những chuyện mà mình thấy rằng nó là ngẫu nhiên thì bản thân cái ngẫu nhiên đó là một loại thứ điều kiện, nghe kịp không? Rồi tất cả mọi thứ ở đời do duyên mà có. Duyên nó gồm có hai,
đó là duyên trợ sinh và duyên trợ lực. Duyên trợ sinh có nghĩa là những cái điều kiện mà nó giúp cho cái gì đó chưa có bây giờ có thì gọi là duyên trợ sinh, và duyên trợ lực là những điều kiện nó giúp cho cái gì đã có mặt rồi được phát triển. Nghe hiểu không? Tôi nhắc lại lần nữa là bơn nhớ giùm đi, cháu giùm được cái nhìn tôi chăm chăm mà không biết họ có hiểu không. Mọi thứ trên đời này xuất hiện tồn tại bằng một chữ duyên, và chữ duyên ấy nó gồm có hai, đó là duyên trợ sinh và duyên trợ lực nha. Thôi mình nói vậy hiểu thì cái duyên cha cái duyên mẹ đi. Cái mặt khờ khờ nói cái chữ này bình dân như dễ nuốt. Một cái duyên trợ sinh và cái duyên trợ lực. Ôn lại nha, vạn hữu ở đời có mặt là do duyên. Chấp. Duyên ở đây gồm có hai là duyên trợ sinh và duyên trợ lực. Duyên trợ sinh là những điều kiện giúp cho cái gì đó chưa có được có mặt. Còn duyên trợ lực là những điều kiện nào đó nó giúp cho những cái đã có mặt được phát triển, được tồn tại, được kéo dài nha. Rồi chấm cái. Mỗi cái duyên trợ sinh hay là trợ lực đây nè, nó gồm có bốn nhánh. Đó là A giúp B bằng cách có mặt trước, A giúp B bằng cách có mặt sau. Nghe hiểu không? Để cái mặt mơ mơ hồ rồi. A giúp B bằng cách có mặt trước là sao? Tôi, quý vị phải có đông mặt, có mặt đông đủ ở đây tôi mới giảng được, hiểu không? Chứ tôi trên lầu tôi bước xuống tôi thấy vắng hoe, có hai người à, thì có lẽ tôi cũng xuống. Tôi hỏi cái vị khỏe không, rồi cái mình cũng hỏi thăm rồi mình chia tay, chứ tôi đâu có cái gan tôi ngồi đây tôi nói chuyện hai tiếng hồ với hai người đó, đúng không? Quý vị phải tết ở đây đông đủ rồi tôi mới bắt đầu nói. Như vậy là các vị là A giúp B là cái là có mặt trước. Nhưng mà cũng do tôi có mặt ở đây mà các vị đến đây. Như vậy lúc giờ tôi cũng là A giúp B bằng cách có mặt trước, đúng không? Rồi A giúp B bằng cách có mặt sau là như thế nào? Vì 6 giờ chiều nay chúng ta có một pháp hội, cho nên 4 giờ chiều nay ở đây hoa và đèn được chuẩn bị sẵn. Nghe kịp không? Cái pháp hội là 6 giờ. Cái lý do mà các vị đốt đèn á, 6 giờ nó mới có. Nhưng mà hồi 4 giờ là mình đã chuẩn bị hoa và đèn rồi. Như vậy là A giúp B bằng cách là có mặt sau. Nghe hiểu không? Trường hợp thứ 3, A giúp B bằng cách là cùng có mặt. Như tôi nói rất là nhiều lần, bác sĩ và bệnh nhân phải cùng có mặt, cùng tương tác. Cô dâu và chú rể phải cùng có mặt, cùng tương tác thì mới làm việc được. Dầu và bột nó phải có mặt cùng lúc mới làm ra cái bánh xèo được, đúng không? Tôi về mấy hôm chưa nghe thấy cái bánh xèo luôn. Rồi à, không, mình phải lợi dụng mấy cái này, mình nói những điều khó nói. Dầu và bột nó phải gặp nhau cùng một lúc, nhưng mà bột không có đủ không? Nụ nó có đủ. Bánh xèo nó phải có gói nhân. Tất cả những cái đó nó phải có mặt cùng một lúc để khi mình đẩy nắp là nó mới chín chứ, đúng không? Đấy, rồi dưới phải có lửa. Nó có rất là nhiều cái yếu tố mới làm nên cái bánh xèo, đúng không quý vị? Nha. Cho nên tất cả mọi thứ ở đời nó có mặt đều do duyên. Duyên ở đây gồm có hai, đó là duyên trợ sinh và duyên trợ lực. Duyên trợ sinh và duyên trợ lực mỗi cái nó lại gồm có 4 trường hợp. A giúp B bằng cách có mặt trước, A giúp B bằng cách có mặt sau, A giúp B bằng cách cùng có mặt, và cái thứ tư mới ghê, A giúp B bằng cách làm vắt mắt. Không chia tay người cũ thì bà cố tôi tối nay tôi không dám về với bà nữa, hiểu không? Mình không ly dị làm sao mình có người mới được, hiểu không? Cái sự vắt mặt của người cũ nó tạo điều kiện cho người mới về. Muốn có được cái bàn mới thì mình phải dẹp cái bàn này đi. Sự vắng mặt của cái bàn cũ nó tạo điều kiện cho cái sự có mặt của cái bàn mới, có đúng vậy không? Muốn có một cái răng đẹp là phải nhổ bỏ cái răng cũ đi, có đúng vậy không? Muốn có cái nhà đẹp là phải đập bỏ cái nhà cũ đi. Như vậy trường hợp này A giúp B bằng cách là vắng mặt. Mà bốn cái này nó mắc gì nó liên quan gì tới cái đề tài về mà đến? Các vị nghe, nó có liên quan. Trong mỗi cái quan hệ của đời sống giữa mình với nhau, cá nhân với cộng đồng với cá nhân, cộng đồng với cộng đồng và cá nhân với cá nhân, luôn luôn cần đến những xúc tác, những tương tác, có đúng không? Và các vị có đồng ý với tôi, một nụ cười của ai đó
nó có thể giúp cho mình vui hay là không vui, có đúng không? Hả? Cái đó có phải là duyên không? Cái nụ cười của ai đó làm cho mình vui thì nó là trường hợp nào tôi vừa nói? A với B bằng cách là có mặt trước, có mặt sau, cũng có mặt hay là bắt mặt. Hả? Rồi, hôm nay mình ăn uống bất cẩn để 18 năm sau mình bị bệnh, cái đó có phải là duyên không? Vậy A với B bằng cách là hiểu không? Cho nên từng cái hành động, từng câu nói, từng ánh mắt, từng nụ cười của chúng ta hôm nay đừng cho rằng nó vô nghĩa cọ rồi quý vị. Tôi hay nhắc hoài cái câu lục bát: giá như hôm ấy đừng mưa, giá như hôm ấy đừng đưa em về, giá mà hôm đó trời không có mưa, hai đứa đừng bầu trú mưa, rồi đừng gặp nó đừng có má lúm đồng tiền, nó đừng có nốt ruồi trời đánh nằm ngay chỗ này, và mình không cho nó quá gian thì hôm nay nó đâu có con đàn chào đóng và nó đầy đọa mình như vậy. Cho nên giá như hôm ấy đừng mưa, giá như hôm ấy đừng đưa em về, nó sâu lắm quý vị. Nói trong kinh Phật, một chiếc lá, một sợi tóc, tất thảy đều là điểm bắt đầu cho một sự kiện lớn nào đó. Cho nên sau bài giảng này chúng ta về tự hỏi lòng mình đi, xem chúng ta đang sống với những điều kiện nào, chúng ta đang chăm chấp, đang chăm sóc, tưới tẩm đau khổ hay là hạnh phúc. Cái kiểu sống hiện tại của mình là đang nuôi lớn hạnh phúc hay là đau khổ cho bây giờ hoặc cho kiếp sau, cái hiểu không? Nó quan trọng lắm, rất là quan trọng. Cái kiểu sống của mình bây giờ, những gì các vị đối đãi với nhau, ánh mắt nụ cười mà mình dành cho nhau bây giờ nè, nó tuyệt đối là tiền đề, nó là khởi điểm, nó là điểm bắt đầu cho một cái cớ sự, một sự cố, một sự kiện nào đó trong tương lai. Tuyệt đối có chuyện đó. Tôi từng mất ngủ chỉ vì một nụ cười của ai đó, không phải vì yêu mà vì tôi tức. Nó cười đểu đó người Việt. Còn thì các vị biết, các vị đọc báo các vị biết, Việt Nam có rất nhiều ví dụ chết oan là vì cười điệu người Việt Nam. Cho nên không có gì là nhỏ hết, không có gì là nhỏ hết. Tất cả những cái gì mình nghĩ, mình suy nghĩ, mình nói ra nó đều là vấn đề. Lão Tử có một câu nói rất là quan trọng: đừng coi thường những suy nghĩ thoáng qua trong đầu, vì suy nghĩ ấy nếu lặp đi lặp lại nhiều lần, nó sẽ được thể hiện qua hành động hoặc lời nói. Cái hiểu mình ghét nó, mà cái ghét được lặp đi lặp lại nhiều lần thế nào là cũng có một ngày mình nhìn điệu hoặc là mình nói móc, nói xỏ, hay liếc, lường, mít, có đúng không? Cho nên đừng coi thường những suy nghĩ thoáng qua trong đầu, vì có một lúc nào đó nó sẽ biến thành hành động. Hành động lặp đi lặp lại nhiều lần nó thành ra thói quen, và thói quen chính là số phận của một đời người. Ghê. Có rất nhiều, phải rất nhiều, tất cả trường hợp trong đời của chúng ta, từng cái nỗi khổ, những cái nỗi buồn, niềm vui về tâm sinh lý đều được bắt đầu từ những cái sự tích góp lâu ngày. Các vị có bao giờ lắng nghe một bức tường nó nói chuyện với nhau không? Nếu mà ngày xưa hạt cát nào cũng không chịu nằm dưới thì hôm nay có được căn nhà này không? Hiểu không? Nếu hạt nào nó cũng đòi lên trên hết á, tức là bản thân mỗi hộp cát nó đã là một sự đóng góp. Và tôi xin nhắc lại một lần nữa, có nhiều người có cái hiểu sai rất là lớn như thế này, cho rằng tại sao tôi phải tốt với bạn, tại sao tôi phải tốt với ổng. Nhưng mà mình quên một chuyện rất là quan trọng: khi mình tốt với người ta, chuyện đầu tiên biết người ta có nhận được vậy không, nhưng mà chính mình nè, tay nào đem tặng hoa thơm chính nó đã được mùi hương trước rồi. Và khi mình dặn một ai đó, tay có một câu rất là hay: khi ta dặn một ai đó có nghĩa là ta uống thuốc độc mà mong cho kẻ thù mới chết. Cái hiểu tôi nói không? Hiểu hả? Khi mình giận ai đó mình mất ngủ ấy, có nghĩa là mình đang uống thuốc độc để mong cho cái tên kia nó chết. Và Tây Tạng có một câu rất là hay: mỗi một phút giây hờn giận chúng ta mất đi, mỗi một phút hờn giận chúng ta mất đi 60 giây hạnh phúc. Đúng không? Quay. Đúng hay sai? Mỗi một phút hờn giận cho chúng ta mất đi 60 giây hạnh phúc. Tôi đếm rồi, hình như là đúng. Hình như là đúng. Dạ, yeah. Cho nên đương nhiên tôi không có đạo đức giả đến mức mà tôi kêu các vị đừng có giận. Hồi nãy giờ tôi giảng người cười cho tôi đang bực mình mấy người đây nè. Giận chứ. Mà nhớ thế này, người ta là thánh, người ta không giận, và sau này người ta, và khi chết người ta cũng không đi tái sanh. Còn mình phàm mà không giận thì chết thì cũng đi theo cái nghiệp mình thôi, cũng phải có quyền giận chứ.
Mà nhớ cái này, giận như thế mình chỉ giận khi mình không giành được thôi. Chứ nếu mà quên được thì nên quên. Là vì sao? Vì mọi sự ở đời nó có hay không có, đa phần là do mình nghĩ tới nó. Chuyện này có hay sao? Có. Nhớ nha. Và chốt về của mình là gì? Là khi nào mình sống đúng theo cái tinh thần duyên mà hồi nãy giờ tôi nói đó, thì các vị sẽ hiểu ngầm là cái chỗ về của mình là cái gì và chỗ đến là cái gì. Cái gì mà nó làm cái duyên, cái gì mà nó là duyên cho mình đau khổ thì nó chỉ là chỗ đến thôi. Bây giờ hiểu chưa? Cái gì mà nó là duyên cho mình an lạc đời này và kiếp sau, đó mới là chỗ về. Ngôi chùa nào, nơi chốn nào, con người nào, mối quan hệ nào mà mình hiểu ngầm nó là duyên cho cái hạnh phúc kiếp này và đời sau thì đó là chốn về. Còn nếu con người nào, mối quan hệ nào, nơi chốn nào, công việc nào, món ăn nào mà nó là cái duyên cho cái đau khổ thì đó nhiều lắm nó chỉ là chốn đến, đến một lần rồi thôi, không quay lui nữa. Trong kinh nói, trong 10 hồng danh của Đức Thế Tôn có một hồng danh rất là đặc biệt, đó là thiện thể. Thể trong tiếng Hán nghĩa là đi luôn. Trong Luận Ngữ của Khổng Tử có một câu là, có một câu chuyện là đêm đó Khổng Tử đứng bên bờ sông đêm nhìn thấy nước chảy, thì Khổng Tử mới buộc miệng nói thế này: thể như tư phù bất xả trú dạ, cứ trôi hoài không quay luôn như dòng nước đêm không ngừng nghỉ. Thể đây nghĩa là đi luôn. Hoặc là cầu thể thủy ngồi trơ cổ độ, quán thu phong đứng rụ tà huy. Thể là đi luôn. Thì hồng danh Đức Phật có một cái chữ đó là chữ thiện thể. Thiện thể đây có nhiều nghĩa. Một, thiện thể là ngài về được cái chỗ tốt. Chỗ đến của ngài cũng là chỗ tốt, chỗ về của ngài cũng là chỗ tốt. Mà chữ thể đó đây nó hay chỗ này: dầu chỗ nào tốt cách mấy, ngài ghé đó cho nó rồi ngài đi luôn, ngài không có quay lui. Có nghe kịp không? Cái điểm đặc biệt của Phật pháp là chỗ đó. Điểm Phật, giá trị của Phật pháp không phải là anh tu để anh được cái gì, mà anh bỏ được cái gì. Khi anh bỏ được cái gì thì tự nhiên anh biết anh có được cái gì. Nghe kịp không? Có một lúc, những lúc, có một nhiều khi trong đời này chúng ta sẽ thấy là nhiều khi bỏ được nó lại là cái được. Tôi nói có hiểu nghe kịp không? Bỏ nó lại là cái được, mà nhiều khi được nó lại là cái mất. Có không ta? Có rất là nhiều thứ trong đời này khi mình được nó rồi mình mất rất là nhiều thứ, có đúng không? Và có rất nhiều thứ trong đời này khi mình mất mình được rất là nhiều thứ, có đúng không? Ví dụ mình thấy mấy cái bà mà không có tóc mà mất tóc là được rất là nhiều thứ. Chỉ đầu tiên là gì? Thời gian, tiền xà bông, sấy ướt, tém gội nhuộm. Yeah, trọng cũng vậy. Có những cái mất, có những cái mất nó làm cho mình được rất là nhiều thứ, và có những cái được nó làm cho mình mất rất là nhiều thứ. Đêm nay về coi kỹ là các vị đang được cái gì. Chính vì chỗ đó phải xét lại cái mình đang đến đâu và đang về đâu, rất là quan trọng. Ok, tôi giảng cũng hơi nhiều rồi đó. Chúc các vị một ngày vui, đi về lái xe cẩn thận.